thực hiện mệnh lệnh tấn công và nổi dậy giải phóng quyền Vĩnh Thuận trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. 7 giờ tối ngày 30 tháng 4 năm 1975, lực lượng ta xuất quân theo kế hoạch. Mũi thứ nhất, từ Kinh 1 tấn công vào Chi Khu, do đồng chí Trường Giang, huyện ủy viên, huyện đội trưởng chỉ huy. Mũi thứ hai, từ Cạnh Đền tấn công ra Chi Khu, do đồng chí Huỳnh Hoàng Diệu, huyện ủy viên, huyện đội phó chỉ huy. Mũi thứ ba, từ Đường Sân tấn công vào chợ Vĩnh Thuận, do đồng chí Ba Hành, thường vụ huyện ủy, chính trị viên huyện đội chỉ huy. Đại tá Nguyễn Văn Dũng, nguyên chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Vĩnh Thuận lúc đó, là đại đội trưởng đại đội địa phương quân, cho biết thêm. Thì lúc đó tôi là, bởi vì đại đội trưởng, mình chỉ biết là hợp đồng với Nam là biết mấy mũi tấn công vậy thôi. Tức là ba mũi tấn công, mà có mũi tấn công địa phương quân đó là do cái anh Trường Giang là chỉ huy. Đó, trong đó là tôi là đại đội trưởng, là trực tiếp chỉ huy cái đại đội quân chiến đấu. Đó, là coi như cái đại đội, ở đây là cái mũi này là cái mũi mạnh nhất. Bởi vì cái lực lượng địa phương quân là có đại đội địa phương quân là mạnh nhất, cho nên đánh vô chi khu, đánh phía bên này. Còn ở bên kia đó là đồng chí Ba Hành, lúc đó là chánh viên đại quyền đội đó, là ở phía Vĩnh Việt Nam đánh qua. Thì đêm đó đánh vô rồi hy sinh ở chỗ bây giờ thị trấn, bây giờ đó chỗ cơ quan thị trấn đó, là vô đó là hy sinh một người. Còn cái mũi phía bên Vĩnh Phong đánh qua thì cái đó đồng chí Úc Diệu là quyền đội phó, coi như là chỉ huy cánh đó, có kết hợp với bộ đội đặc công của chủ lực á, là quấn vô để phá quỷ hai khẩu pháo. Đêm đó khoảng 10 giờ rồi mình vô đánh vô, thì tôi tự đang ở trong trong cái chùa Đằng Đẵng, chú chùa Đồng Vợ, chú nhà của ông Hà Phúc Đằng Đẵng. À, tôi là sẽ chỉ huy tôi đó, tôi với anh Năm Trường Giang ở đó. Còn đồng chí Lưu lúc đó hình như là nắm qua lực hai khẩu Đại Liên là ở Đà Còn Đằng Dầm một. Còn quýnh vô cái mũi này á, là coi như là anh Tấm Bé là đại đội phó trực tiếp chỉ huy, là mình là ở đằng sau chi viện lên mình lên hướng nội. Bây giờ toàn cái tiếng bên sông á, ngang cái chỗ quay là quyền quỷ bây giờ đó, từ ở cái đầu cầu này nó đi tới chỗ cái đập công đài hẳn là coi như là một cái tiếng công sự của nó thẳng băng như nè, cho nên là từ bên sông tất cả nó bắn qua, bắn là không hình dung được, coi như là bắn không thể ngóc đầu nổi, bắn tập trung bắn hết. Đó là tôi đứng là nặng, tôi thấy hình dung là chắc anh em hy sinh nhiều. Yeah. Tôi bắn quá dày thì không thể nào là tránh khỏi. Thì cuối cùng là lại đạn nó bắn không bị thương bao nhiêu mà anh em bị dục trụ đạn. Thì đánh tới chừng quần với nhau là coi như là khoảng chừng một tiếng đồng hồ thì bắt đầu mình mới cho ở phía sau đi lên tìm anh em rồi đem thương binh ra. Nhưng mà đánh là cuối cùng là cái đồng chí Định hồi nãy giờ mình nói đó, nhưng bị thương là vô ruột bị nhiều quá đi không nổi. Thì đồng chí ở đó anh em là bò lên lấy kéo mấy anh bị nặng ra, còn là anh Định này là bị lạc không kiếm được. Quánh nhiều mũi lắm, mình quánh mũi đường sân nè, rồi quánh mũi sao quận, rồi quánh mũi cầu sát, rồi quánh mày nhiều mũi lắm. Lúc đó là nó làm như nó biết rồi, nó thấu, nó đi chìa rồng ngoài nhiều, mình vô cái thì nó hay, rồi bắt đầu mình nó đánh, không mai rồi thấy cái hố cái quánh rồi bắn qua bắn cái nhảy xuống hố, đằng mình lấp dưới hố mình bắn, mình kê xuống bắn lên, rồi nhảy xuống dưới cái bắt đầu nó thấy nhảy xuống sáng trăng mờ, nó thấy nhảy xuống nó chọi đạn theo, rồi bắt đầu lên vô nó băng kêu nhân lạo, nó lấy cái dãy mùng nó quấn tròn quấn nhóp cái mình bỏ đó, chứ nó đâu có băng, mình giết xương quấn vậy. Nó kêu bây giờ mày làm việc cộng mày làm cái gì, đơn vị mày đóng ở đâu, nó xin gì xuống quấn hai vậy. Thank you.
thì coi như là lúc đó là mình đánh cho tới gần tới 3 giờ sáng này. Tới đó thì tình hình đó là anh Năm Trường Giang, anh huyện trưởng, anh nhận định tình hình là khả năng là nếu mà ở lại trụ nữa là coi như khả năng mình lực lượng mình ngày mai là coi như là khó mà đảm bảo thắng, là giữ được là cái tiếng này, cho nên là có thể hy sinh nhiều. Như vậy là anh Năm Trường Giang là cho rút quân, rồi tiếp tục là tổ chức lực lượng chiều khoảng 5 giờ là coi như nó báo tình hình là coi như là khẩn cấp, có khả năng địch đầu hàng. Như vậy là mình phải đưa lực lượng xuống anh Năm Trường Giang. Anh ở trên kia chứ này, tôi chỉ huy cái này có anh tôi à, trên kia anh đi xuống. Anh nói tình hình ở trên là địch là nó sẽ đầu hàng. Như vậy á là các đồng chí chuẩn bị tư thế là coi như là mình sẽ sẵn sàng là áp sát vô. Anh Năm Trường Giang á là dắt đó 4-5 giờ là Năm Trường Giang anh xuống. Anh xuống anh nói bây giờ chuẩn bị là coi như là đi tiếp quản. Tụi nó bây giờ đang kêu nói chuyện trên máy thì coi như là thằng địch nó nói bây giờ là nó sẽ sắp xếp rồi nó tham khảo với anh em bên dưới của nó đó, dưới quyền đó là để mà xin ý kiến của bên dưới để thôi là nếu đầu hàng, nó ra lệnh đầu hàng thì anh em là binh sĩ sẽ bắn nó. Nó nói như mình, nó nói vậy. Như vậy là sáng rồi ra tới chừng trời sáng ra như vậy là chưa kêu gọi nó chưa đầu, nó không đầu hàng, nó chưa, nó nói thôi để chờ nó ăn chút thì bắt đầu mình mới điện lên trên chỗ Phúc Kinh 500 cho nên coi mình có không có 82 để đó. Như vậy là bắt đầu ra lệnh bắn, như vậy là bắn được gần 10 trái đọt vô chi khu này. Lúc đó nó không bắn lại, nó nín thinh. Như vậy là mình không biết cái thằng này tình hình nó là sao, nhưng mà sao không ngờ là nó có cái âm mưu là coi như là nó sẽ đưa hết cái đại bộ phận là cái sĩ quan của nó đó, sĩ quan mà là chủ trì ở cái quận này đó, là quận trưởng, quận phó, rồi các cái xã trưởng rồi cái nọ đó, là coi như là xuống dưới một cái vỏ đò, là chạy ngược vô vùng giải phóng, là chạy qua bên cạnh đền đó, là coi như là chạy ra ngoài, là đi về Cần Thơ, trốn gì cho nó. Như vậy thì mình không biết, thì tới chừng lúc đó khoảng hơn 7 giờ, gần 8 giờ, thì nó lên máy nó nói là bây giờ anh em thống nhất rồi, bây giờ nó sẽ đầu hàng. Như vậy là mời mấy anh là vô là tiếp nhận. Thì lúc đó trong đoàn đi xuống đó, là có chú Ba Giòn, là ổng là chủ tịch, rồi đó là coi như là chủ tịch huyện, đó là anh Năm Trường Giang là huyện đội trưởng. Thì xuống tới đây với anh Hai Phi á, anh Phi tổ chức một lần đó, là mang máy B-25 đi theo. Còn xuống đi thêm nữa có một người theo bảo vệ anh Trường Giang nữa là đồng chí Đức ở ngã Đồng Minh. Như vậy là mang khẩu AK. Còn tôi xuống đây là tôi ở đây, ở tại đằng đó thì anh Năm Trường Giang là đồng chí Dũng đi luôn. Mà lúc đó mình là nghe nói là mới đầu hàng là mình quá mừng rồi lúc đó. Để đi mở cửa, nhưng là vừa nói là coi như là kêu là bắt đầu nó mở cửa đi. Vừa xong tôi kêu đồng chí Lưu rồi phân công chúng tôi một là như đi thẳng vô, qua bên cái hai khẩu pháo là đi vòng ra đuổi lính ra. Một bên đây là chúng tôi hai, từ phía này đuổi ra phía này, rồi trong vòng khoảng không đầy 10 phút nữa là như là lính mới ra đen nghẹt hết trơn rồi chạy lại báo ấy sao anh Sáu, nên vậy sao tôi nó đóng cửa lại không cho ai vô ra nữa, thì coi như súng đạn cho toàn bộ nó, còn tay xong không có đâu có làm được. Đầu từ đó là coi như là giữ cửa đó luôn, rồi tới chừng đó anh Năm Trường Giang rồi tới chừng qua hôm nay là coi như là đại đội địa quân là chiếm hết toàn bộ đó, là coi như là làm chủ. Thì cái đó là, lúc đó là coi như là mình tới đó là cũng hoàn thành nhiệm vụ được. Còn cái mấy cái thằng đầu sỏ đó khi mà nó báo á là nó cho nó trốn đi bên kia đó, nó báo cho mình là coi như là các đồng chí, các anh em vô đi là coi như tụi tôi sẽ đầu hàng bàn giao. Thì lúc đó là tụi kia là chạy đi một cái đoạn xa rồi, nên là mình vô là hỏi đại bé đây, là đại bé nó nói mấy đồng chí là đi hết rồi, mà hỏi đi đâu nó là không biết, xuống vỏ đi đâu nó không biết. Chứ đó thì bị thương mấy ngày trước là như bị du kích viễn phong bánh gãy giò, thiếu tá trạng là từ quận phó lên thay. Còn thằng đại bé này nó ra nó thay là nó nói là nó là thay quyền là nó là quận phó, nhưng thực chất cái này là không có quận phó. Sau này tôi hỏi lại là không có quận phó, nó là đại quý, nó phụ trách về cái mặt an ninh. Hồi đó cái chi khu là ở đây, nhưng mà còn ở lúc đó là kinh ba là 14 là chẳng là coi như các cái đồn đó là nó còn ở đó, nên là
mình ở đây đó, chỗ đồng chí Lưu đó, đưa lính qua sông đó là khỏi đồng kinh bột đẳng là đưa qua sông là coi như dưới kia còn đồn thì cái tình hình nó vậy. Trong thời gian này, lực lượng của ta ở các xã đã nhất tề nổi dậy tấn công vào đồn của địch. Xã Vĩnh Thuận tổ chức chiến đấu bao vây, phát loa kêu gọi đồn Kinh Ba đầu hàng. Cái gì, cái quyết tâm chung, rồi cái tình hình chung đó, cho nên mình mới bao dây. Bao dây thì tới cái đồn Kinh Ba nó đầu hàng. Mà cái tin mà đầu hàng thì là mẹ để mẹ được cái sự khoan hồng của đảng, các bạn của nhân dân rồi đây thì là mãn mừng. 7 giờ sáng ngày 1 tháng 5 năm 1975, tên đại quý bé, quận phó phụ trách an ninh và một sĩ quan gặp ban chỉ huy của huyện chính thức xin đầu hàng vô điều kiện. Từ giờ phút này, Vĩnh Thuận hoàn toàn giải phóng.